Người ta có nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi để quay về. Đó là nhà. Imperia Sky Garden đã đến lúc về nhà. Mix Group, một trong những tập đoàn phát triển bất động sản uy tín hàng đầu Việt Nam, đã kiến tạo nên nhiều công trình nhà ở đẳng cấp như Imperia An Phú, Park Riverside, River Park, Villa Park của thành phố Hồ Chí Minh, Imperia Garden của Hà Nội. Và tới đây, Imperia Sky Garden sẽ là sản phẩm tiếp tục làm nên thương hiệu Mix Group, khẳng định vị thế tiên phong trong kiến tạo những kỳ quan sống cho cư dân đô thị. Tọa lạc tại vị trí vàng trên trục đường Minh Khai, Imperia Sky Garden được đánh giá là một trong những dự án đắc địa có quy mô lớn hiếm hoi còn lại giữa chốn nội đô. Từ Imperia Sky Garden, cư dân chỉ mất 10 phút để di chuyển vào khu phố cổ, 5 phút để tiếp cận hàng loạt các dịch vụ tiện ích đẳng cấp như Bệnh viện Quốc tế Vinmec, Trung tâm Thương mại Vincom Megamall, Trung tâm Thương mại Aeon Mall, hệ thống trường liên cấp Vinschool. Xung quanh Imperia Sky Garden có hệ thống các trường học công lập chất lượng cao từ mầm non đến đại học. Nơi đây cũng tập trung hàng loạt các bệnh viện đầu ngành của cả nước như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện 108, Bệnh viện Thanh Nhàn. Dự án cũng rất gần chợ truyền thống như chợ Vĩnh Tuy, chợ đầu mối phía Nam. Không những thế, Imperia Sky Garden còn được bao quanh bởi nhiều công viên cây xanh như công viên Yên Sở, công viên Thanh Nhàn, công viên Đền Lừ, công viên Thống Nhất. Từ Imperia Sky Garden, cư dân dễ dàng di chuyển về các tỉnh thành lân cận như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng. Nhưng lợi thế đặc biệt nhất phải nói đến là hạ tầng giao thông nơi dự án tọa lạc. Đường Minh Khai, trục đường ngay trước mặt dự án, đang được đầu tư mở rộng với chiều rộng hơn 60m. Đồng thời, tuyến đường bộ trên cao nối từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã Tư Vọng đang chuẩn bị được xây dựng, giúp giao thông tại Imperia Sky Garden liên hoàn và thuận tiện. Thời gian hoàn thành của những dự án giao thông trọng điểm này được dự kiến sẽ cùng với thời gian Imperia Sky Garden bàn giao nhà cho khách hàng. Điều đó có nghĩa, lựa chọn an cư tại Imperia Sky Garden thời điểm này là sự lựa chọn thông minh và sáng suốt. Ngoài vị trí tối ưu, Imperia Sky Garden còn chinh phục cả những khách hàng khó tính nhất với hơn 1.000 căn hộ cao cấp nằm trong quần thể không gian sống trong lành và bình yên tuyệt đối. Nếu ngoài kia là xô bồ ồn ào, thì bên trong Imperia Sky Garden là yên bình lắng đọng. Nếu ngoài kia là hối hả lo toan, thì trong lòng Imperia Sky Garden là an nhiên hạnh phúc. Mỗi ngày trôi qua tại Imperia Sky Garden là mỗi ngày trân quý khi bạn được trải nghiệm tiện ích nội khu. Khu tiện ích mặt đất đa dạng và phong phú với những dịch vụ đáp ứng cuộc sống hàng ngày của cư dân, từ những nhu cầu nhỏ nhất như cửa hàng bánh ngọt, cửa hàng kem tươi đến shop thời trang, cửa hàng điện máy, đồ gia dụng. Và dĩ nhiên, cũng không thể thiếu những tiện ích đẳng cấp như đài phun nước nghệ thuật, phòng spa, beauty salon, trung tâm gym and dance. Nếu như tiện ích mặt đất đem đến cho cư dân sự đủ đầy về cuộc sống hiện đại và tiện nghi, thì tiện ích tầng mái lại mang đến cho cư dân đời sống tinh thần vô cùng phong phú, với không gian khác biệt, nhẹ nhàng và tinh tế. Vườn chân mây, bể bơi vô cực, vườn địa đàng, lầu vọng cảnh, đồi cỏ hoa, tất cả cùng hiện hữu để đem lại cho cư dân cuộc sống an lành, hòa quyện với thiên nhiên. Tại Imperia Sky Garden, bạn được sống theo đúng cách của mình trong những căn hộ thiết kế đa dạng theo các trường phái hiện đại, cổ điển và sáng tạo. Tất cả các căn hộ ở đây đều có từ 2 đến 3 phòng ngủ với không gian thoáng rộng, ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Nội thất căn hộ sang trọng, được đầu tư chú trọng tới từng chi tiết nhỏ. Đặc biệt, với tầm quan sát tuyệt đẹp từ các căn hộ, cư dân Imperia Sky Garden sẽ cảm thấy thực sự thư giãn sau mỗi ngày làm việc, trở về tổ ấm của mình và được ngắm nhìn cuộc sống yên bình từ trên cao. Dưới bàn tay thiết kế tài hoa của các kiến trúc sư đến từ công ty Bomsilager Elber, Thụy Sĩ, căn hộ của bạn không chỉ còn là nhà mà còn là một tuyệt tác nghệ thuật tinh tế và đẳng cấp. An cư tại Imperia Sky Garden, ông bà có chốn nghỉ ngơi, tuổi già được thảnh thơi thư giãn, vợ chồng trẻ có không gian thoáng đãng, thả hồn mình sau bộn bề cuộc sống lo toan. Các con thơ có chốn nôi đùa, được trải nghiệm những tháng ngày tuổi thơ đúng nghĩa. Imperia Sky Garden đã đến lúc về nhà. Sản phẩm của tập đoàn Mix Group.